Quảng Bình ngày 19 tháng 12 năm 2006 quyết định điều 1 phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ Nguyễn Thị Thấy tức Thùy Linh, diễn viên hát đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Điều 2 quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Nguyễn Minh Tiết, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên trao giấy chứng nhận cho nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Xin kính mời quý vị. Để chứng nhận và huy hiệu nghệ sĩ ưu tú cho ca sĩ Thùy Linh. Tôi nghĩ cái phần thưởng này đấy là sự đánh giá rất là công bằng và chính xác cái sự đóng góp của ca sĩ Thùy Linh đối với cái phong trào nghệ thuật của tỉnh nhà, đồng thời cũng là một cái đóng góp cống hiến của anh chị em làm công tác văn học nghệ thuật của tỉnh Quảng Bình vào cái sự nghiệp chung của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến trong cả bản sắc dân tộc. Nếu mà nói cả một quá trình kể từ khi mà tỉnh Quảng Bình tái lập cho đến nay thì có cái phong trào văn hóa văn học nghệ thuật của tỉnh nhà đã có một bước phát triển rất là lớn. Cái điều đó nó thể hiện cái sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, chỉ đạo của ban nhân tỉnh
sự nỗ lực của cán bộ, công chức của ngành văn hóa thông tin, trong đó có anh chị em của đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình trước đây, hiện nay là đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình. Từ những cái ngày rất là khó khăn gian khổ, chúng ta có thể nói là cơ sở vật chất thì hết sức nghèo nàn, cái chỗ luyện tập, chỗ ăn chỗ ở cũng hết sức khó khăn, mà anh chị em đã vượt qua rất nhiều cái điều kiện khó khăn như vậy để hoàn thành nhiệm vụ, để cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh có một cái phần xứng đáng của mình vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và điều đó cũng là cái sự tiếp tục của một cái phong trào hết sức có ý nghĩa trong chiến tranh, của phong trào tiếng hát ác tiếng bom, tiếng loa hòa bình tiếng súng. Thì hôm nay nghệ sĩ Thùy Linh được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, điều đó là cái sự nỗ lực trước hết của bản thân nghệ sĩ Thùy Linh, nhưng mặt khác đó cũng là cái thành tích chung của tập thể cán bộ, diễn viên, nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình trước đây và hôm nay là đoàn nghệ thuật truyền thống. Bởi vì nếu như không có một cái tập thể đoàn kết, thương yêu, tôn vinh nhau thì chắc chắn cũng khó để tạo ra được những cái cá nhân đạt được những cái kết quả tốt đẹp, những danh hiệu cao quý. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng sau khi nhận được danh hiệu cao quý này, nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh sẽ phát huy hơn nữa cái khả năng, cái năng lực của mình để đóng góp xứng đáng hơn cho cái phong trào văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Và cùng với cái danh hiệu đó, nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh càng thể hiện là một cái người con sinh ra trên một mảnh đất có truyền thống văn hóa rất là, có thể nói rất là dày đấy, và một cái vùng đất có thể nói là đã sản sinh ra những cái dòng hát, những cái nghệ sĩ cũng hết sức là nổi tiếng. Và chúng tôi cũng mong rằng anh chị em trong đoàn nghệ thuật tổng hợp trước đây và hôm nay là đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, tất cả cán bộ công chức của ngành văn hóa thông tin Quảng Bình cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ và cùng là cái nơi để mà nuôi dưỡng những cái tài năng để đóng góp cho cái nền văn hóa nghệ thuật của cả nước và góp phần một cách rất là quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đảm bảo các dân tộc như là nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 đã khẳng định. Với tinh thần ấy, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa thông tin xin chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh, xin chúc mừng đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, xin chúc mừng ngành văn hóa thông tin Quảng Bình và nhân dân Quảng Bình có thêm một nghệ sĩ được giới thiệu cao quý này. Xin trân trọng cảm ơn tất cả. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh có mặt trong buổi lễ hôm nay, tôi vô cùng xúc động thay mặt cho toàn thể cán bộ diễn viên đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình trân trọng chúc mừng ca sĩ Thùy Linh, nữ ca sĩ đầu tiên của chúng ta được đón nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, phần thưởng cao quý do nhà nước trao tặng. Thưa quý vị đại biểu, sau gần 20 năm kể từ ngày chia tỉnh trở về tên gọi với đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình, hiện nay Quảng Bình đã có hai nghệ sĩ được nhà nước công nhận là nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Đức Bột và ca sĩ Thùy Linh. Là niềm vinh dự không riêng chi của đoàn nghệ thuật mà là của ngành văn hóa thông tin tỉnh nhà, đặc biệt là khi chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển gần 20 năm qua và xa hơn nữa là mốc thời gian năm 1959. Và các anh chị em đồng nghiệp thân mến, hôm nay tôi rất xúc động và vinh dự được nhận phần thưởng cao quý mà nhà nước đã phong tặng cho tôi. Suốt một chặng đường gần 20 năm tôi miệt mài học hỏi, tìm tòi lao động và tu dưỡng đạo đức để trở thành một người nghệ sĩ chân chính. Được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo đoàn nghệ thuật truyền thống và các bạn đồng nghiệp, bản thân tôi đã gặt hái được một số thành tích đáng kể trong các cuộc hội diễn từ trung ương đến địa phương. Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Từ đây, bản thân tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải chung sức cùng với đội ngũ
văn nghệ sĩ của quê hương nói chung và đoàn nghệ thuật truyền thống nói riêng để góp phần đưa nền nghệ thuật tỉnh nhà phát triển lên những tầm cao mới, để xứng danh với danh hiệu ưu tú trong lòng công chúng yêu nghệ thuật và trong nhân dân. Một lần nữa, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thông tin, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống đã tổ chức chú đáo buổi lễ công bố này. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp, anh chị em, bạn bè, các đồng chí phóng viên báo chí đã về tham dự buổi lễ này. Nhân đây, qua lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin, cho phép tôi được xin trích 500.000 tiền thưởng để gửi tặng quỹ tài năng trẻ của tỉnh. Xin chúc quý vị sức khỏe, thành đạt.